Xin chào các bác, em về được con V5 đẹp quá các bác. Đây, đấy, lâu lắm rồi lại có con V5 hàng tuyệt vời như thế này. Đấy, quá tuyệt vời luôn các bác nhá. Onco V5, vâng, giải mã đỉnh cao. Có chỉnh, bác làm mà làm công suất nhá. Còn có cả chỉnh được các bác tép được cơ, rất là xịn. Onco V5, hàng made in Japan. Công suất 55W, vâng. Điện sử dụng 100V. Đấy. Và đây là có đường quang này, đây là cổng kết nối Smart TV. Anh em nào, bác nào muốn làm công suất thì có thể cắm được với Smart TV đây nhá. Giải mã hay tuyệt vời. Đây là cắm máy tính điện thoại TV đấy, thông qua cổng này, máy tính điện thoại đấy. Còn đây là cắm TV ở dưới này đấy. Cắm TV thì TV nào nó cũng sẽ có nhảy nhá. Bất kể một con Smart TV nào đời mới bây giờ đều có cổng quang, được chưa? Mình sẽ truyền tín hiệu vào đây. Và cổng còn lại như này mình cắm vào Smart TV đấy, để người lấy nhạc. Còn đây là để cắm máy tính điện thoại đấy. Đầu của nó là đầu AV, còn đầu còn lại nó là 3.5. Đây này, cái jack 3.5 như này các bác nhá. Đây. Đấy, một đầu nó như này, đấy, đầu còn lại nó sẽ là như này. Đấy, đầu này cắm ở đây, còn đầu như này cắm ở điện thoại hoặc là máy tính. Đấy, hàng sản xuất tại Nhật các bác nhá. Con này làm công suất nghe sướng các bạn. Bác nào mà không thích làm giải mã nhá, làm công suất vô tư luôn. Có chế độ chỉnh bát tép này. Đấy, bát này em đang để không này, thích thì các bác có thể tăng này. Đấy, giảm này. Đó, rất là hay luôn. Em thích để bát mộc nghe vừa vừa thôi. Tép em dâng 6. Đây là chế độ Super Bass. Bác nào nghe nhiều thì đưa về on, nghe thì đưa về off. Đấy, tuyệt vời luôn. Con này đài nhá, có cả đài FM108 luôn này các bác này. Đấy, bác nào thích nghe đài thì kẹp dây vào là bắt được đài. Thích nghe điện thoại thì chuyển về điện thoại này. Cổng Line 1 là để cắm điện thoại này. Line 2 để cắm điện thoại này. Digital là cổng quang này. Lúc này thì các bác mà muốn kết nối Smart TV thì mình phải bật đường quang lên nhá. Mở Smart TV lên, được chưa? Đấy, mở Smart TV lên xong đó thì khi TV mà có nhạc, TV mà có tín hiệu rồi thì đây này, ngay lập tức điện nó sẽ báo vào mình cho volume lên là có nhạc. Đấy, sau đây mời các bác cùng em thử thức một đoạn chất âm luôn này. Vâng, thì đấy là đường là gì ạ? Đấy là đang nghe TV các bạn nhá. Rất là mượt luôn, màn hình LED căng luôn. Phải nói con V5 này về hàng quá đẹp luôn các bạn nhá. Nó đẹp so sánh với hàng bãi là như này là quá là đẹp rồi. Nó tao được coi như vậy, còn nhiều con V5 về nó nhìn nó xấu lắm. Em nói luôn như vậy. Nhiều con V5 xấu thực sự luôn, nhưng con này em thấy là hàng quá đẹp luôn đấy. Rồi, đấy là kết nối TV, kết nối với cả Smart TV. Còn các bác thích kết nối điện thoại lại chuyển cho em Line 1. Chờ ngày ăn bữa sáng, thứ tính chuyện trong cả mối mang. Đôi lứa ta đẹp duyên, ta mà làm đám cưới lên tình.
là kết nối với điện thoại các bạn nhá. Đấy, còn con này thì nói chung là CD mới em thử xem nào. CD thì em thử thêm rồi nhá. Em luôn là CD này thử thêm cho vui được. Mà đây em luôn không bao chạy bởi vì cái MD này chả ai dùng. À đây CD con này vẫn đọc này. Đó, CD con này vẫn đọc các bạn nhá. Cái nhạc bản quyền nên em phải dùng một đĩa khác nhá. Cái nhạc này mà cái được phát là nó cắt tiếng ngay các bạn. YouTube nó bản quyền rất là kinh. Đây cái đĩa tiếng Anh, tiếng nước ngoài này. Đây, em sẽ dùng một cái đĩa tiếng Việt thử nhá. Không chơi giải các bạn, bởi vì là trước em thử một lần rồi. Tiếng Nhật em cứ tưởng là người ta không đánh bản quyền. Thế mà không có tiếng luôn, nó cắt tiếng trên video luôn. Khách hàng không nghe được cái gì luôn. Đấy, lách bài các bạn, lách này này. Đấy. Lách bài các bạn chỉ việc xoay hơi nhẹ một cái. Đấy. Đấy, lách bài nữa này. Đấy. Quá đơn giản. Đấy, con này giá của nó là 1,5 triệu các bạn nhá. Vâng, đấy, giá là 1,5 triệu. Đấy thì anh em nào bác nào mà chốt thì alo cho em nhá. Giải mã V5 hàng xịn đấy, chỉnh ba tép các kiểu. Thế là chỉnh ba tép trên phần công suất đấy các nhá. Còn các bác làm giải mã thì mình chỉ cần có AV đưa đơn thuần là ra xong, không cần phải chỉnh cái gì cả. Không cần phải mồi nhá. Con này giải mã không cần mồi luôn. Đấy thì anh em nào bác nào mà đang có nhu cầu về dòng giải mã hàng xịn này thì alo cho em qua số 0966 594581 hoặc số 0979 891 682. Vâng, em xin chào các bác.